Mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn. Thì hôm nay là vẫn tiếp tục là ở trong cái vườn bí hồ lô của mình, quay video về chủ đề trồng bí, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho một số bạn đã bình luận vào kênh của mình vào những cái video trước ha. Hôm nay cũng lu bu các bạn lo làm mấy cái hoa Tết á, thì không có trả lời được, thì tới bữa nay thì mình mới trả lời. Thì có một bạn tên là Nhị Sĩ đó, thì bạn này có trồng bí hồ lô. Và cái bí hồ lô của bạn là cái giai đoạn là nó đang là ra hoa kết quả nha mọi người. Thì nó cũng tầm tầm này, nhỏ nhỏ cỡ này nè. Thì bạn này có hỏi mình là bạn có thể là bạn xịt sâu cũng như là xịt dưỡng vào cái thời gian là buổi sáng có được hay không, nó có ảnh hưởng gì đến bí hay là không. Thì ở đây thì mình cũng xin nói thật với bạn luôn ha. Thì khi mà bạn xịt sâu mà ở trên cái dây bí hồ lô của mình vào cái buổi sáng các bạn, thì bí của bạn nó sẽ không có năng sức luôn. Nó không có năng sức là do sao? Nó bị vàng, nó rụng hết. Lý do là nó không có thụ phấn được nhiều. Tại vì á, cái thuốc sâu của các bạn mà bạn xịt như thằng Ram đi, bạn xịt rầy nè, rầy á, nó thằng rầy đó, thằng Ram mà bạn xịt vô mà ông bướm này nọ luôn á, khoảng nửa tiếng sau, lên tiếng sau nó chết sạch. Nó không còn sống đâu. Riêng Ram nó hay lắm, nó tác dụng tầm một giờ đồng hồ là nó chết hết. Nó thì do đó cái thời gian á, mà mình xịt mà sâu trên dây bí hồ lô các bạn, thì thông thường á, là mình sẽ xịt vào cái khoảng là giờ chiều, tức là khoảng đâu là 5 giờ chiều á, là mình nên là xịt sâu cho nó, cũng như là xịt rầy, bọ trĩ này nọ các loại luôn các bạn. Nói chung là mình xịt cái thời gian đó là sẽ không có cái con ong bướm nào á, mà nó bay và nó thụ phấn á. Thì các bạn để ý đi, ong bướm thì nó chỉ thụ phấn vào những cái thời gian sáng thôi, ví dụ như là tầm đâu khoảng đâu là 7 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng ha, là cái thời gian đó là ong bướm định là nó đi thụ phấn. Các bạn có thể là xem lại cái video cũ của mình. Mình có một cái video là chia sẻ về cái cách thụ phấn cho bí hồ lô đó. Thì mình quay lúc đó thì nó có trực tiếp cả là những con ong nó bay lại luôn các bạn. Đó. Thì do đó thì các bạn nào mà mới trồng á, các bạn đừng có nghĩ là mình xịt cái thời gian nào nó cũng được. Mình nên xịt vào cái thời gian chiều, cũng như thậm chí mình cả mình tưới nước này luôn nè, mình tưới nước bằng cái bách tưới luôn nè. Mình tưới cái giờ chiều, mình tưới khoảng 5 6 giờ chiều đó, mình bật cái bung tưa lên cho nó quay. Chứ mà bây giờ nè, mình đang quay cho bạn xem mà trời nó nắng chang chang luôn, mà giờ tưới nước vô nó nóng rễ. Rồi mình hỏi sao? Làm sao mà nó phát triển tốt được? Thì do đó thì các bạn là nên xịt sâu vào cái thời gian là buổi chiều ha. Đối với những cái loại như là bọ trĩ này nọ đó các bạn, thì các bạn cũng xịt vào buổi chiều hết. Mình xịt cái thời gian đó thì nó sẽ không có bay. Ví dụ như là con bọ dưa nè, bọ trĩ này nọ các bạn, cái thời gian mà buổi chiều các bạn, nó không có bay nhãi nhiều. Các bạn xịt một cái thì nó chết, tại vì mình xịt nó trúng thuốc thì nó mới chết. Nếu như mà chúng ta xịt không có trúng thuốc á, thì nó sẽ không có chết nha. Đó. Thì đó là một số kinh nghiệm cũng như là chia sẻ của mình ha. Thì các bạn mới thì các bạn có thể là xem nhiều kênh ha, để các bạn rút ra kinh nghiệm ha. Và video của mình ở đây là mình chia sẻ cho các bạn về cái kinh nghiệm của mình. Đó, thì các bạn có thể là xem nhiều kênh. Mất công là lại có một số anh chị dạng như là trồng bí nó lâu năm rồi đó, rồi vô nó này nó nọ mình. Nói chung là mình ở đây thì mình cũng nói thật luôn. Thì mình chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế của mình thôi, chứ mình cũng không có giỏi giang gì hết á. Tại vì mình trồng bí nó cũng được nha các bạn, chứ không có năng suất cao đâu. Còn về cái chi phí của nó hôm bữa mình cũng chia sẻ cho các bạn rồi. Thì sẵn trả lời và cho những bạn mới luôn ha. Tại vì có nhiều bạn đăng ký mới đó. Thì cái 1.000 mét vuông thì mình trồng bí là mình chuẩn bị khoảng đâu là 250 ha, tiền giống ha. Đó. Và trồng cái kích thước là từ 5 cho đến 6 tấc cho một dây ha. Và khoảng clip là 3m đến 3m rưỡi là chuẩn. Thì đó là cái cách về trồng bí ha. Còn về cái giống thì các bạn, mình khuyên các bạn là nên trồng cái giống đồng tiền vàng ha. Nó sẽ rất là ok luôn. Nó chuẩn hơn mấy cái giống kia. Mình thấy nó cái đặc điểm của nó là nó phát triển khá tốt nè. Và cái lượng trái ở trên bí các bạn thì nó cao hơn cái năng suất á. Còn như bí của mình đang trồng là cái giống Hưng Nông, thấy trái nó cũng không được mấy. Nói chung là cũng vừa vừa thôi nha. Để em quay cho bạn xem. Bị vàng lá nhóc luôn. Đây có con trái bí nè. Cái này thì cũng được chắc cũng 5-6 lạng rồi nha mọi người ha. Nhưng mà nó cũng còn đang trong giai đoạn là nó phát triển. Ở giờ đang quay cho bạn xem á, trời nó cũng hơi nắng á. Mình cũng lười lười đi
quay, tại vì rảnh giờ nào thì mình quay cái giờ đó thôi. Đây các bạn bí nè, đây nè, thấy không? Mấy cái này thì tầm ba lạng mấy. Cái thời gian này thì mình có thể mình xịt dưỡng cho nó, các bạn nên xịt dưỡng cho nó. Đây bí các bạn, bạn nên xịt dưỡng vào cái thằng vào cái thời gian là buổi chiều ha. Và cái xịt dưỡng mà xịt thằng canxi 24 giờ nó sẽ tốt hơn, chứ với thằng bo sữa cộng thêm các bạn. Còn nếu như xịt canxi bo cũng được nhưng mà nó không bằng. Đây các bạn xem bí nè, mình ngắt mấy cái lá ra cho các bạn. Ở đây mình nhét cái lá lên cho nó không có bị nhiễm khuẩn á, tại vì ở đây mình không có lót rơm. Để mình vô mát mình ngồi mình chia sẻ tiếp cho các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái phân mà khi mà bí của mình mà nó ở cái giai đoạn này ha. Thì tại vì cũng có một anh hỏi mình á, không biết không nhớ anh đó anh tên gì nữa, nãy có xem cái bình luận rồi. Nhưng mà đối với cái bí này các bạn thì các bạn nên bón lót cũng như là bón định kỳ cho nó thì nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như khi mà mình làm đất các bạn thì mình sẽ bón cho nó thằng canxi bo với phần phân là 20-15 á, thì cái liều lượng là nó hoặc là 64 hoặc là 73 cũng được. Thì ví dụ như là 10 kg đi thì mình sẽ lấy là 7 kg phân 20-10-15 và 3 kg là hàng canxi bo, mình trộn đều và mình rải ở hai bên mép clip và chính giữa là mình sẽ bỏ hạt giống nha mọi người ha. Thì cái đó là cái cách mà mình bón lót. Các bạn lưu ý ha, các bạn không bỏ ở gần cái hạt ha, khi mà nó lên các bạn mà nó trúng cái hạt phân á là nó sẽ bị chết á, nóng nó chết á, nó bị hao đồ con á. Còn cái nào mà nó sống được á thì nó phát triển rất là tốt kiểu vậy. Còn cái phân của mình á thì khi bí của mình mà nó đạt đâu khoảng đâu là hai lá nhám nha các bạn ha, là các bạn có thể là các bạn bón định kỳ cho nó, bón cái phân 20-10-15 thôi. Mà cái phân mà ba màu á, cái phân mà đầu trâu các bạn thì cái phân đó là chuẩn rồi, nó có đạm nè, kali nè, có lân nè nó. Chứ bạn đừng có bón những cái loại phân mà cũng 20-15 nhưng mà nó có một loại thôi á, thì mình nghĩ thì nó cũng được nhưng mà nó sẽ không có bằng là cái phân ba màu ha. Tại vì đất của mình các bạn thì mỗi dùng thì nó mỗi khác nhau, nhưng mà cỡ nào thì nó cũng có cái độ pH thì nó sẽ không có tốt. Mình nên chọn cái loại phân đó, tại vì nó có cái lân các bạn thì nó sẽ là giảm, nó sẽ làm giảm cái độ pH ở cho bí hồ lô nha mọi người ha, thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Thì đó là cái cách mình trồng bí nha các bạn ha. Thì hôm nay thì cũng trả lời cho các bạn là hai câu hỏi rồi, một câu hỏi về là xịt sâu, cũng như là trả lời câu hỏi cho một bạn đã hỏi mình về cái vấn đề phân. Thì phân thì mình cũng chia sẻ chi tiết rồi, thì các bạn có thể là vào kênh của mình các bạn xem lại là các bạn hiểu à. Nói chung là cũng dễ lắm, nói chung là đi phân tí phân này cơ bản này trồng bí thì nó dạng dây bò thôi chứ không có gì đâu. Ăn thua là mình biết mình xịt cái bọ trĩ cho nó với rầy. Tại vì á ở bí này các bạn nó ở cái giai đoạn là nó hai lá nhám cho đến là khoảng đâu mà nó bò đâu được mấy tấc á các bạn, 6-7 tấc vậy là nó rất là dễ bị bí, là tức là nó tầm khoảng đâu là 12 ngày tuổi cho đến 25 ngày tuổi ha, thì nó rất là bị bọ trĩ luôn. Thì anh em xịt cái thằng ram với cộng với thằng arsen là anh em xịt nó cũng ok nữa, với là đồng thời anh em ngừa sương mai nữa là ok. Vậy là trồng bí là anh em đạt à. Rồi hôm nay chia sẻ cho các bạn vậy nha. Rồi mình xin được mến chào.